Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về nước mặn ở miền Tây và những nghĩa cử cao đẹp của các nghệ sĩ và diễn viên ủng hộ cho tiền quyên góp để làm các hệ thống máy lọc và các bồn chứa nước ngọt. Cụ thể sẽ có trong bài viết ngày hôm nay như sau: khi nghệ sĩ sống vì cộng đồng. Vừa qua, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại hình ảnh đẹp khi liên tục đứng ra quyên góp kêu gọi ủng hộ hàng chục tỷ đồng giúp bà con phòng chống dịch Covid và trợ giúp bà con miền Tây Nam Bộ gặp hạn mặn. Hạnh phúc được chung tay chung sức vì cộng đồng, ca sĩ Hà Anh Tuấn, đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng những người bạn đến giờ vẫn nhận được mưa lời khen bởi họ đã tiên phong thực hiện nghĩa cử hỗ trợ 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh vào ngày 13 tháng 3 với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đây là nghĩa cử kịp thời ngay khi con số nhiễm Covid-19 tại Việt Nam bắt đầu tăng lên. Tấm lòng của Hà Anh Tuấn cùng ekip ngay sau đó được lan tỏa đến nhiều người để có thêm động lực quyên góp kêu gọi bạn bè chung tay, giúp đỡ và chia sẻ cùng khó khăn của quê hương. Cộng đồng là vinh dự lớn cho tôi, không chỉ bản thân tôi mà tất cả những người xung quanh, gia đình, bạn bè, thân thiết. Khi tôi kêu gọi họ đều sẵn lòng tham gia, họ làm tôi thấy hạnh phúc nhân đôi. Tôi cũng mọi người biết tiếp tục làm ý nghĩa này, Hà Anh Tuấn đã chia sẻ như vậy. Còn riêng vợ chồng của Công Vinh và Thủy Tiên đứng ra kêu gọi quyên góp tinh tang cá nhân giúp người dân miền Tây Nam Bộ vượt hạn mặn cũng đã nhận được hàng ngàn lời khen tặng. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng cô đích thân về các tỉnh miền Tây khảo sát giữa cái nắng chang chang, cái nóng chói chang càng làm thêm mọi người xúc động. Mỗi ngày Thủy Tiên đều công bố những việc mình đã làm, số tiền quyên góp cụ thể như tiếp sức mạnh cho người dân miền Tây. Trên trang cá nhân gần đây, Thủy Tiên viết cập nhật gần 12 tỷ đồng rồi mọi người ơi. Đúng như lịch trình dự kiến, máy đã chở đến điểm khảo sát đầu tiên ở ấp 4 xã Tân Phước, Gò Công, Tiền Giang. Nguyên một phòng toàn máy qua đến 3 hệ thống lọc. Hệ thống lọc chặn bẩn, hệ thống 6 cục lọc trong nước. Tiên đăng hình cho mọi người yên tâm về tiến độ nha. Còn việc của Hồ Ngọc Hà và Lý Quý Khánh cùng những người bạn khi công bố số tiền 3 tỷ đồng để đóng góp phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn vì miền Tây cũng đã thổi bùng ngọn lửa yêu thương của hai nghệ sĩ dành cho cộng đồng này. Số tiền 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ đồng cho thiết bị lọc nước và công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa được Hồ Ngọc Hà cùng ekip triển khai làm việc cụ thể ở Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhàn dàn nghệ sĩ trẻ, Chibu cũng nhận nhiều lời khen khi trao tặng 5.000 bộ trang phục bảo hộ chống dịch Covid cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện Sở Y tế ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với 1 tỷ đồng cho chi phí lắp đặt phòng cách ly áp lực âm ở Hà Nội. Đóng góp ít hay nhiều đều có giá trị cả. Ca sĩ Tùng Dương cùng những người bạn nghệ sĩ như nhạc sĩ Quách Trung, ca sĩ Hồng Nhung, Phạm Thị Dung, Tóc Tiên, Hoàng Thị Linh, Hoa hậu Hà Kiều Anh mấy ngày qua đã rất nhiều thời gian kêu gọi bạn bè chung tay giúp sức vì cộng đồng. Tính đến ngày 21 tháng 3, Tùng Dương cho biết hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và giá trị quà tặng gần 1 tỷ đồng là tổng số tiền ekip Tùng Dương kêu gọi chung tay cùng các nghệ sĩ. Dương trân trọng từng tin nhắn và sự đóng góp của mọi người, từ số nhỏ đến số to đều là giá trị mà để cho cả ekip có sự cố gắng. Dương xúc động vô cùng và càng thấm thía sức mạnh tương tự của cộng đồng. Những lúc khó khăn, sứ mệnh và trách nhiệm của người nghệ sĩ không chỉ nằm ở chuyên môn nghệ thuật mà là còn sự chung tay để các hoạt động đúng đắn và hiệu quả nhất thời. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây cho chúng ta thấy là các nghệ sĩ bây giờ cũng chung tay góp phần rồi. Vậy tại sao chúng ta không làm một hành động nào đó để chung tay góp phần? Ví dụ chúng ta không có tiền thì chẳng hạn các bạn chia sẻ clip này là rộng rãi để cho mọi người cùng xem tới, biết đâu những vị đại gia hay những vị thương nhân nào đó cảm thấy là sao người ta làm được thì mình có tiền thì thôi mình cũng quyên góp một chút, đúng không? Còn nếu như các bạn mà có cái ý kiến gì đó thì cứ comment vào phần bên dưới đi và chúng ta cùng thảo luận. Rồi, cảm ơn các bạn.